bê bối chia tiền thưởng của tuyển Serbia. Sau thất bại muối mặt của đội tuyển quốc gia tại vòng bảng Euro 2024, Liên đoàn bóng đá Serbia, FFF, đang đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội, đặc biệt về cách thức chia tiền thưởng thiếu công bằng. Theo tờ Telegraph, trong khi các cầu thủ không nhận được một đồng tiền thưởng nào thì các quan chức cấp cao của FFF lại bỏ túi số tiền khổng lồ. Cụ thể, Tổng thư ký Jovan Subatovic, Phó Chủ tịch Nenad Bekovic và Giám đốc Stevan Dika Stojanic mỗi người nhận được 107.000 đô la Mỹ, Giám đốc đội tuyển Mirosan Tanja nhận 53.000 đô la Mỹ, trong khi Giám đốc Tài chính, cánh tay phải của Subatovic nhận được 48.000 euro. Số tiền này được trích từ khoản tiền thưởng mà FFF nhận nhờ thành tích của đội tuyển tại Euro 2024. Nhưng những người đóng góp nhiều nhất cho thành tích, các cầu thủ, lại không nhận được gì. Ban đầu, FFF dự định chia 107.000 đô la Mỹ cho các cầu thủ, dựa trên thành tích thi đấu của từng người. Tuy nhiên, các cầu thủ đã quyết định không nhận thưởng để chia cho các nhân viên hậu cần, đầu bếp, nhân viên vệ sinh và những người làm công khác trong FFF. Những người này không được hưởng bất kỳ khoản thưởng nào. Hành động đẹp của các cầu thủ càng khiến người hâm mộ thêm phẫn nộ trước sự tham lam của các quan chức FFF. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.